Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Dành cho những anh chị quan tâm đến đầu tư giá trị trong đầu tư cổ phiếu, thì AZFIN Việt Nam gửi đến các anh chị chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z. Và phần này là phần 19. Nội dung của phần này là bí mật về margin mà công ty chứng khoán không muốn bạn biết. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tham gia trao đổi. Thứ nhất là điểm qua về kênh đầu tư chứng khoán đi. Thì kênh đầu tư chứng khoán là một trong những kênh được đánh giá là sinh lời cao nhất ở trên toàn cầu, không những ở Việt Nam hay ở Mỹ hay vân vân. Thì ở đây là một thống kê từ năm 1802 đến năm 2012, tức là trong 210 năm thì thị trường cổ phiếu nếu trừ đi lạm phát tăng trưởng khoảng 6,6% trên năm. Nếu cộng thêm lạm phát thì đâu đó nó khoảng độ 11-12% trên một năm trong hơn 200 năm qua, sinh lời có thể nói là khá tốt và tương đối cao. Tiếp theo đối với thị trường Úc cũng vậy, thì tỷ suất sinh lời đối với thị trường Úc là 11,5% một năm, thì cái này thì chưa trừ lạm phát thì chúng ta có thể thấy rằng sinh lời cũng tương đối cao. Vậy thì cái câu chuyện này nó liên quan gì đến cái bí mật về margin mà công ty chứng khoán không muốn bạn biết? Thì trước khi đến với phần đó thì chúng ta hãy xem vậy thì cái lợi nhuận trên thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào. Thì thị trường chứng khoán Việt Nam được bắt đầu năm 2020 với 100 điểm, và hiện nay vào đầu tháng 4 năm 2024 là 66 điểm. Nếu cộng cả cổ tức nữa thì trong 24 năm qua lợi suất trung bình một năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam là 12,5% chưa trừ đi lạm phát. Như vậy cũng là một mức cao nếu so với các kênh khác như gửi tiết kiệm, kênh đầu tư vàng chẳng hạn. Còn nó sẽ thấp hơn so với kênh đầu tư bất động sản. Và cái việc liên quan của cái bí mật margin sẽ nằm ở slide tiếp theo. Đó chính là cái lãi suất margin cao ngất ngưỡng. Thì ở trên đây chính là bảng thống kê lãi suất cho vay margin tại một số công ty chứng khoán vào tháng 3 năm 2024. Thì tức là đây là cập nhật thời điểm mới nhất. Thì lãi suất margin danh nghĩa trung bình khoảng 13,5%, gấp 2,6 lần so với lãi suất gửi ngân hàng. Nhiều anh chị bảo ồ có những công ty lãi suất rất thấp kia, nhưng mà AZFIN tính tỷ trọng cho vay trung bình. Trong các cái công ty lãi suất tương đối thấp thì chỉ có TCBS là cho vay margin nhiều thôi. Còn lại các cái công ty cho vay margin rất nhiều, ví dụ như VPS, VNDS, hay SI, hay HSC, MBS, vân vân, thì cái lãi suất rất cao và trung bình là 13,5% trên năm, cao gấp 2,6 lần so với lãi gửi ngân hàng. Và tính lãi đơn thì người ta chia ra thì là tương ứng với 0,0375% trên một ngày. Thời gian hạn vay margin tối đa là 3 tháng thì phải đảo nợ hoặc ít nhất là mua đi bán lại. Thì đảo nợ thì có một số công ty họ miễn phí, nhưng đa phần các công ty họ sẽ thu phí đảo nợ bằng khoảng độ 0,2-0,5% khoản vay. Tức là đóng cho họ 0,2-0,5% khoản vay, họ sẽ lại gia hạn cho 3 tháng tiếp. Thì bản chất của việc này là gì? Là họ chỉ mong muốn cho vay margin ngắn hạn thôi, không muốn cho vay dài hạn. Ông mà vay dài hạn hơn thì ông phải trả thêm lãi, trả thêm phí. Và vì sao lại như vậy? Tại sao họ không muốn cho vay thật dài đi để hưởng lãi dài? Mà vì cơ bản là công ty chứng khoán họ rất muốn các anh chị vay rất nhanh rồi trả rồi vay cứ liên tục như thế. Thì cái lãi suất kép sẽ là phát huy tác động tối đa. Tuy lãi suất công bố là 13,5 nhưng thực tế lãi suất thực lại lên đến 14,5-17,5% trên một năm, cao hơn so với mức tăng trưởng của VN Index hàng năm có 12,5% thôi. Vì sao lãi suất thực lại cao hơn lãi suất danh nghĩa? Vì cơ bản như này, nếu anh chị vay đủ một năm thì anh chị trả 13,5% thôi. Nhưng nếu anh chị vay 3 ngày, các anh chị lại bán đi trả, lại vay lại trả. Thì khi các anh chị vay được 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày chẳng hạn, thì các anh chị trả đồng thời trả lại đơn luôn là 0,0375% một ngày. Thì khi đó họ lại lấy cái lãi họ gộp vào gốc và họ lại cho vay tiếp, lấy lãi gộp gốc cho vay tiếp. Thế thì lãi mẹ đẻ lãi con khiến cho cái lãi suất thực
của công ty chứng khoán cho vay ra là 14,5 đến 17,5%. Nếu so với lãi gửi ngân hàng cao gấp hơn 3 lần, phải nói một mức lãi cao ngất ngưởng. Và nó còn ngất ngưởng ở chỗ là so với chỉ số hàng năm của VN Index chỉ tăng có 12,5%. Mà lãi vay để đầu tư nó lại lên đến 14 đến 17,5%. Vậy thì kết cục chung là gì? Là lãi vay đầu vào còn cao hơn cả cái việc tạo ra đầu ra, tạo ra kinh doanh lợi nhuận. Thế thì đó chính là một trong những lý do mà đa phần những người sử dụng đòn bẩy là thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Giá vốn đầu vào cao hơn suất sinh lời của tài sản. Đó là còn chưa kể đến các nhà đầu tư vay margin thường giao dịch rất nhiều. Mà giao dịch rất nhiều thì mất cực kỳ nhiều phí thuế. Mỗi lượt mua và bán cộng thuế nữa là mất 0,4%. Nếu họ quay 1 năm 20 vòng thì họ mất 8%. Quay 50 vòng thì họ mất 20%. Và quay 100 vòng thì thậm chí họ mất 50% giá trị tài sản. Đó, còn chưa kể các cái phí khác, ví dụ như phí lưu ký và thuế cổ tức vân vân nữa. Đó, như vậy nếu đối với những nhà đầu tư vay margin active ấy, ngoài việc trả lãi rất cao 14,5 đến 17,5%, họ còn mất từ 10 đến 50% nữa cho các cái phí thuế vân vân. Thế từ đó có thể thấy rằng nếu sử dụng margin đa phần mọi người đều thua lỗ là như vậy. Anh chị nhá. Và dĩ nhiên những cái vấn đề này thì không công ty chứng khoán nào muốn các nhà đầu tư biết cả. Bởi vì nhà đầu tư mà biết nhiều quá họ không dùng margin, thế thì có phải là công ty chứng khoán mất đi nguồn thu lợi không? Bởi vì sao? Bởi vì kinh doanh môi giới đa phần gần như 90% các công ty chứng khoán là lỗ. Chỉ có vài công ty chứng khoán lãi được ở phần môi giới thôi. Còn lại lợi nhuận của các công ty chứng khoán đa phần đến từ cho vay margin anh chị ạ. Không tin anh chị cứ mở báo cáo tài chính từng công ty ra, các anh chị sẽ biết từ SAI, VPS, VNDS, MBS vân vân. Gần như phần lớn lợi nhuận đến từ cho vay margin. Bởi vậy cho nên những cái bí mật như thế này thì họ sẽ không nói cho các anh chị biết. Tiếp theo, cú lừa miễn phí lãi hoặc lãi suất cực thấp thì AZFIN gọi trong ngoặc nó là cú lừa. Thực ra thì nếu về nhìn thuần thì họ đâu có lừa, họ công bố như thế đây. Nhưng thực tế ẩn sâu bên trong nó như một cú lừa. Vì sao lại vậy? Nhiều anh chị có thể nghe các bạn nhân viên môi giới hoặc các công ty chứng khoán họ quảng bá rằng anh chị giao dịch chứng khoán ở công ty có thể được có một gói có thể miễn phí 3 ngày chẳng hạn, 5 ngày, thậm chí 7 ngày. Nhưng sao? Nhưng sau đó lại sẽ giật cả. Cao cắt cổ luôn. Đó, đấy là chiêu thức của họ. Và anh chị thường vay margin dưới 20 ngày hoặc là cùng lắm là dưới 25 ngày thì các anh chị có lãi hơn so với margin bình thường. Nhưng các anh chị để dài hơn là các anh chị chịu lãi cao hơn rất nhiều. Tiếp theo, đấy cũng không phải là mục đích chính. Mục đích chính để của họ là gì? Để của họ khuyến khích các anh chị một cách ngầm. Đó là ông vay margin 3 ngày thì ông phải bán đi, 5 ngày thì ông bán đi, 7 ngày ông bán đi, để ông tránh mất lãi. Và khi ông bán đi thì dĩ nhiên ông sẽ quay phí cho công ty chứng khoán rất nhiều. Và phí thay vì các anh chị tiết kiệm được một chút lãi, các anh chị lại mất thêm phí. Mỗi vòng như thế là 0,4%. Mua 0,15, bán 0,15, thuế 0,1, lại còn phí lưu ký và nhiều phí khác nữa. Đó thì đấy. Ngoài ra khi các anh chị quay như thế gọi là margin trồng margin. Ví dụ các anh chị vừa bán xong thì tiền chưa về thì margin chưa trả, nhưng mà các anh chị có thể ứng vay ngay lập tức. Thế thì các anh chị này vay double, vay nhiều hơn. Thì từ đó công ty chứng khoán họ sẽ thu được rất nhiều phí ở đây. Cả phí lãi vay lẫn phí giao dịch. Và họ không thiệt đi đâu mà lo cái câu chuyện đó. Thế thành ra đừng bị đánh lừa bởi câu chuyện miễn lãi suất trong 3 ngày, 5 ngày hay vài ngày gì đó. Rồi tiếp theo, một số công ty họ lại đưa ra chính sách, ok tôi cố định cho lãi suất 5%, 7% hoặc 9% đấy, nhưng có một điều kiện. Đó là một tháng ông phải giao dịch được 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng. Tức là bạn hưởng lãi thấp một tí thì ngược lại bạn phải quay vòng liên tục cái tài khoản của mình. Đó, thì họ sẽ thu phí lớn từ tài khoản của anh chị. Và họ
do rằng các anh chị tuy rằng vay lãi suất thấp, ví dụ 7-8% đi, tất nhiên 5% thì rất hiếm, gần như không có công ty nào có gói cả, 9% là có một số công ty, thì các anh chị vay cứ 2-3 ngày các anh chị lại trả, hay 2-3 ngày trả liên tục như thế, thì thực tế cái lợi suất kép của nó cũng không phải là 9% đâu, nó là 13-14% đổ lên, và lại rất nhiều phí giao dịch nữa. Thì đấy chính là những cái thứ ẩn sâu bên trong những cái đầu có sỏi của các chuyên gia tài chính, của các công ty chứng khoán gửi đến nhà đầu tư, gửi đến nhà đầu tư. Và dĩ nhiên mục tiêu là gì? Mục tiêu là họ có nhiều doanh thu, nhiều lợi nhuận, nhiều thị phần hơn mà thôi. Và người thiệt hại thường là những nhà đầu tư trader, trading. Và như anh chị đã biết rồi đấy, thường 95% trader đều thua lỗ là như thế. Đó, một phần nguyên nhân rất lớn từ những cái mà công ty chứng khoán không muốn cho các anh chị biết. Ngoài ra còn những thứ mà các anh chị cũng chưa chắc đã biết, hoặc nếu biết chỉ biết một phần thôi. Đó là phần công ty chứng khoán cấp margin như nào, call margin ra sao. Thì ngoài việc dựa vào cái danh sách cổ phiếu được cấp margin do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra đủ tiêu chuẩn, thì các công ty chứng khoán họ còn có thể tự điều chỉnh theo hai hướng như sau. Đối với một số chứng khoán thì họ có thể điều chỉnh giảm margin thấp hơn so với mức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép. Ví dụ như là có công ty chứng khoán top đầu Việt Nam, họ cho luôn margin của công ty chứng khoán đối thủ thấp đi. Đó, để làm sao để nhà đầu tư không giao dịch nhiều cổ phiếu ở công ty chứng khoán đó nữa. Đúng không ạ? Có nhiều đấy, có nhiều. Trước đây rất phổ biến, bây giờ còn đỡ nhưng trước đây cực kỳ phổ biến. Hoặc họ không thích doanh nghiệp nào, hoặc họ muốn doanh nghiệp ý cái giá cổ phiếu xuống, thế thì họ cho margin thật thấp cho cái cổ phiếu đó. Thế thì khi đó cái lực cầu vào nó cũng ít đi, và tác động công ty chứng khoán cũng không nhỏ vào đối với thị trường chứng khoán đâu, đặc biệt là những lúc nhạy cảm. Rồi tiếp theo họ có thể cấp margin cao hơn, có thể là margin 3728 thông qua bên thứ ba. Tức là bản chất là như này, tiền vẫn của công ty chứng khoán thôi, nhưng họ thuê một cái công ty khác là công ty Bình Phong vào để ký hợp đồng ba bên là cho vay cao, thì với lãi cao hơn rất nhiều. Thì margin có thể 3728. Margin của ủy ban tối đa là bạn có 1 tỷ, tối đa có thể vay 1 tỷ. Đó là với những cổ phiếu rất tốt, rất được đánh giá cao, được vay 1:1. Nhưng công ty chứng khoán có thể đẩy lên vay 3:7. Bạn có 3 đồng có thể vay đồng 7 đồng, bạn có 2 đồng có thể vay 8 đồng thông qua một bên thứ ba, và họ thu lãi cao hơn, dĩ nhiên cao hơn so với lãi margin thông thường rồi, và họ đút túi cái việc đó. Rồi tiếp theo, công ty chứng khoán có quyền cắt margin ngay lập tức nếu họ thấy rủi ro, và không cần phải xin ý kiến những người đang nắm margin đó. Và họ cho một vài ngày để anh chị phải bán mà xử lý, phải trả nợ đi. Ở đây đã anh chị nào đã gặp trường hợp ý chưa? Đã anh chị nào gặp chưa? Và cái này họ cứ công bố là theo tiêu chí khách quan của chúng tôi, nhưng mà của chúng tôi làm gì có khách quan, mà đâu có tiêu chí, họ đâu có công bố tiêu chí riêng. Thế thành ra không loại trừ một số trường hợp họ muốn thì họ cắt thôi, họ dìm cổ phiếu đó. Ví dụ cổ phiếu đó đang tăng rất nóng, mà một ai đó có lợi ích trong việc lái cổ phiếu chẳng hạn, họ xả ra thần lực, xả ra xong cái bắt đầu, thậm chí họ còn cắt margin tại một số cổ phiếu như thế. Và khi cắt, dĩ nhiên là bà con nghe trên thị trường thấy ôi cắt margin ở công ty này công ty kia, tự nhiên hạ margin, cắt margin cổ phiếu chắc là có vấn đề đấy, hay vân vân đấy, hoặc ít nhất cắt margin thì luồng tiền vay nó sẽ không vào nữa. Thế khi đó là giá cổ phiếu có thể sụt rất sâu đấy, cái yếu tố đó có thể ảnh hưởng đấy, có thể nhá, không phải là công ty nào cũng vậy, nhưng có thể đấy anh chị ạ. Đó, hoặc là họ cắt margin họ báo trước 1-2 hôm, thế thì làm sao chuẩn bị kịp được. Đó, thì đấy là những cái câu chuyện mà họ không muốn chúng ta biết, nhưng thực tế các anh chị quan sát kỹ sẽ thấy. Rồi tiếp theo, một số công ty chứng khoán này ưu tiên margin cho một số nhà đầu tư nhất định, ngoài ưu tiên một số cổ phiếu nhất định để họ mong muốn rằng đẩy cổ phiếu lên chẳng hạn, thì họ cũng ưu tiên cho một số nhà đầu tư nhất định. Tôi được biết thì anh em có thể đến deal, nói thẳng luôn là anh em có thể đến deal với công ty chứng khoán là ôi mở zoom margin cho tôi con này cao hơn đi, để tôi có tiền vào nhiều nó. Đó, thì có những cái thứ ẩn như thế đấy. Đó, rồi một số công ty chứng khoán này ưu tiên cho một số nhà đầu tư đặc biệt. Đó,
Vì thế cho nên room còn lại cho các nhà đầu tư khác có thể ít. Có một số công ty họ dành riêng cái khoản vay cho cổ phiếu ABC cho nhà đầu tư này, nhà đầu tư kia luôn. Nhà đầu tư khác muốn mua không được. Thế là muốn mua không được. Đúng không ạ? Đó. Và đặc biệt là khi nhu cầu cao, bán margin, quý vị mà bán margin xong chẳng hạn, quý vị không có cơ hội margin trở lại. Và không được mua chính cổ phiếu đó. Đấy, đấy là trường hợp một số cái cổ phiếu được ưu tiên cho nhà đầu tư khác rồi. Thế thì mình mà bán ra chẳng hạn thế thì nó thu của mình luôn. Và mình mua không mua được. Anh chị đã gặp nhiều trường hợp này chưa? Đặc biệt những lúc thị trường rất nóng, đang hưng hực, chúng ta bán ra, bán margin ra, nhưng mua lại không hề mua được, là như thế. Rồi tiếp theo, công ty chứng khoán lại có pool cho tất cả. Tức là một công ty chứng khoán với vốn chủ sở hữu từng này thì họ chỉ có thể cho vay margin tối đa là gấp 2 lần chẳng hạn, ví dụ thế. Rồi tiếp theo họ còn có zoom cho mỗi cổ phiếu riêng biệt, thì mỗi cổ phiếu không được vay quá mấy phần trăm vốn chủ sở hữu đấy. Đó, có quy định rất rõ rồi. Thế thành ra là họ có thể tự điều chỉnh cái zoom cho mỗi cổ phiếu như thế. Đó, và những lúc thị trường đặc biệt thì những yếu tố này có thể ảnh hưởng cực kỳ mạnh đến thị trường. Cực kỳ mạnh đến thị trường. Rồi tiếp theo, cái call margin sẽ rất khốc liệt và các công ty chứng khoán sẽ bán ào ào bất kể số lượng và bất kể giá. Họ cứ đặt giá sàn bán tất luôn đi. Không có chuyện là họ lương tay họ bán từ từ hay là họ bán theo giá đang giá thị trường, không, bán giá sàn luôn. Nguyên tắc côn là như thế, rất quyết liệt và rất dứt khoát. Bởi vậy cho nên các anh chị có thể thấy là công ty chứng khoán cho dù những cái giai đoạn như 2022 rất nhiều cổ phiếu đầu cơ giảm 8-9% nhưng họ không mất tiền. Là vì cái này này, họ cầm đằng chuôi hết. Đó, và chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất của cái margin như thế nào. Hiểu rõ hành động của các công ty chứng khoán ra sao. Thì từ đó chúng ta mới có những cái phương án để có thể đối phó hoặc có thể ứng phó hoặc có thể áp dụng vào trong đầu tư làm sao cho hiệu quả. Còn đối với những nhà đầu tư giá trị thì AZFIN khuyên các anh chị đó là không nên dùng margin. Để chúng ta tránh cái việc là chúng ta bị làm con tin cho chủ nợ, ở đây là công ty chứng khoán. Chúng ta hãy đầu tư một cách bền vững, theo giá trị, theo định giá, phân bổ một cách hợp lý. Để từ đó có được cái kết quả bền vững, thay vì chúng ta đua theo cái con sóng margin, để rồi lúc lên thì cũng nhanh thật đấy, nhưng lúc xuống thì ra đi hết. 10 lần các anh chị thắng, chỉ cần 1 lần các anh chị dùng margin, các anh chị thua bị côn, coi như các anh chị bay gần, bay hết. Đó, thì đấy là cái ý nghĩa của AZFIN muốn gửi đến các anh chị, những cái điều ẩn về margin mà công ty chứng khoán không muốn quý vị và các bạn biết. Trên đây chính là những cái nội dung của đầu tư giá trị từ A đến Z trong phần 19. Chúc anh chị có những cái nội dung hữu ích. Hãy để lại comment của các anh chị để AZFIN hỗ trợ những cái thắc mắc từ các anh chị. Bên cạnh đó thì hãy chia sẻ những cái nội dung này đến với nhiều các nhà đầu tư hơn, các anh chị hơn, để từ đó thị trường chứng khoán của chúng ta ngày càng hiệu quả hơn đối với nhà đầu tư. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.